Kính chào các bạn, hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách gia hạn bản quyền MISA. Đối với học viên nào mà đã sử dụng bản quyền MISA của Kế toán Việt Hưng đến hết ngày 31 tháng 7 thì sẽ bị hết hạn. Do đó các bạn sẽ cần phải kích hoạt lại tài khoản. Thì khi các bạn mở phần mềm MISA ra, phần mềm có cảnh báo là bản quyền có hạn bảo hành đến ngày 18 tháng 7 năm 25. Tức là chúng ta đang chuẩn bị hết hạn, do đó các bạn sẽ cần phải kích hoạt giấy phép sử dụng. Thì như vậy các bạn sẽ nhấn vào chữ kích hoạt giấy phép sử dụng này. Hạn sử dụng cũ là ngày 31 tháng 7 năm 24 thì các bạn sẽ nhấn vào áp dụng ngay để phần mềm tự kích hoạt lên 18 tháng 7 năm 2025. Kích hoạt xong thì các bạn đóng lại và lúc đó chúng ta mở phần mềm ra như bình thường. Trường hợp nếu mà các bạn mở phần mềm MISA ra mà phần mềm báo là hạn sử dụng chỉ còn 6 hoặc là 15 ngày thì lúc này các bạn sẽ nhấn vào đăng ký giấy phép sử dụng ngay. Tại đây thì các bạn đã có bản quyền MISA cũ rồi, nhưng là đang hết hạn, thì lúc này các bạn nhấn vào xóa bản quyền này đi. Sau đó chúng ta nhấn kích hoạt lại giấy phép sử dụng, chọn vào đăng nhập bằng tài khoản khác và điền tên đăng nhập và mật khẩu bản quyền vào. Chúng ta nhấn tiếp tục này, các bạn điền mật khẩu, sau đó nhấn vào đăng nhập. Tại đây các bạn nhấn kích hoạt giấy phép sử dụng, nhấn có. Áp giấy phép thành công, các bạn nhấn OK và đóng lại. Thì lúc này chúng ta mở được dữ liệu ra như bình thường. Còn bạn nào mà chưa áp bản quyền MISA thì ở trên đầu giáo trình tại phần hướng dẫn chung mục 2 này, các bạn tích mở hướng dẫn cài đặt phần mềm MISA ra. Và tại ở dưới mục 4 này, áp bản quyền, các bạn sẽ nghe video hướng dẫn áp bản quyền và tên đăng nhập với mật khẩu theo như trên giáo trình đã ghi ra cho các bạn. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách kích hoạt bản quyền phần mềm kế toán MISA.